các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Hôm nay thì em có một rất là dịp, rất là vui mừng, có một đơn hàng ở quê để lắp đặt cho bác khách. Đúng ạ. Đây, xe đang lùi vào các bác. Hôm nay thì em đang ở Hoàng Xá, Thanh Thủy, Hà Nội, Thanh Thủy, Phú Thọ để lắp đặt một bộ dàn karaoke với những cặp loa bãi của DK và các sản phẩm của DBAutic. Để xe chở hàng đang lùi vào. Đúng ạ. Đây là không gian nhà bác chủ các bác nhé. Ok, và bây giờ thì em sẽ chuyển đồ xuống và một lát nữa thì quay không gian cũng như là cấu hình bộ dàn này giới thiệu đến toàn thể các bác nhé. Và bây giờ thì em đã chuyển đồ vào trong nhà bác chủ. Hôm nay là do đi một mình cho nên là em đã phơi đồ ra rồi, xong rồi mới quay được giới thiệu đến các bác. Và đây là không gian của nhà chú các bác nhé. Đi vào nhà rất là cao và là đồ gỗ rất là sang trọng. Cấu hình của chú ngày hôm nay thì gồm một cặp loa DK VR12K bát 30. Đây là hàng bãi mà Hiếu Minh mới về hàng. Rất là đẹp, giá rất là êm các bạn. Cấu hình bộ dàn thì chú lựa chọn cho mình những sản phẩm của thương hiệu DBAutic, gồm một chiếc đẩy DB4.10 cho năng suất là 1000W trên một kênh. Đây là một chiếc đẩy rất là hay bởi vì có tính năng chống chập trên loa rất là an toàn. Và một chiếc vang số DBS690 mặt màu đen, và một chiếc quản lý nguồn DBSP10 bảo vệ các thiết bị bộ dàn, và một bộ mic ARF. Đây là bộ mic từ trước của chú rồi, em sẽ tận dụng để phối ghép với chiếc mic này. Và một chiếc súp 40 của DB15S, đây là chiếc súp hơi, em sẽ đánh một kênh sử dụng là đánh chiếc súp hơi này. Một cặp chân loa rất là đẹp, phù hợp với không gian cũng như là cấu hình bộ dàn của chú. Bây giờ thì em sẽ đi vào test thử chất âm của cấu hình này để các bác cùng các bác thưởng thức chất âm của cấu hình DBAutic và cặp loa DK VR12K này nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi.
làm sao anh nhớ những vết chi gì. Xin anh qua mưa qua miền đất rộng để đời yêu ta quên mình lặng dù. Buổi chiều môi mang những chuyến mưa qua, trên bước chân em ông phong lá cổ, chờ con xanh buồn cho mình con xa. Bye.